216 gương mặt bí ẩn. Con số 9 ma thuật, một công trình lịch sử bị tàn phá hơn 30% bởi sự xung đột của tôn giáo. Đền Bison nằm giữa trung tâm Angkor Thom đã nổi danh là một trong những ngôi đền độc đáo và huyền thoại tại Campuchia. Cho đến nay, ngôi đền Bison được công nhận là một di sản thế giới, nên thu hút rất nhiều người đến đây tham quan và khám phá vẻ huyền bí của nó. Để hiểu thêm, mời cả nhà cùng theo Bùi Hồ vào bên trong nhé. Đền bên Hindu, rồi Phật giáo người ta vô xâm chiếm ta lấy, rồi thành ra ta sao đâu có chịu. Bên này bên kia, hai là do vấn đề nội chiến trong nước, tinh dịch ngôi bảo. Tức là chim ưng thần thắng ta ra này là hai bên là kẻ thù không đội trời chung mà. Chim ưng mà thấy rắn nó mổ ăn thôi, mà rắn nó cũng phải đấu chiến với chim ưng. Như vậy thì vua Varaman thứ 7 này ông thống nhất giữa hai tôn giáo và Hindu giáo để hai bên thờ chung, thì ông muốn đem lại sự hòa bình. Từ chỗ đó em thấy đây, thằng quân chim ưng này đứng trên đầu thằng rắn nó ra này, rồi thằng rắn nó ra này mới đỡ những cái đầu con rắn này kia nọ, thì đây là sự đoàn kết đem lại sự hòa bình với nhau giữa hai tôn giáo Phật giáo và Hindu giáo không thể hòa hợp được. Như thế vậy ông lấy cái hình tượng này đại diện cho đem sự hòa bình với nhau, tuy rằng hai kẻ thù nhưng cùng chung với nhau, thống nhất lại. Nhưng mà không ngờ khi ông chết đi rồi thì bên Hindu giáo họ đập thấy gì Phật giáo họ đập phá, bên Hindu đập phá Phật giáo. Ngôi đền Bajon được xây dựng vào cuối thế kỷ 12, như vậy sau cái ngôi đền Wat mà mình biết là con người cười bao nhiêu trăm nụ cười mình không biết, mà em nên nhớ nhé, khuôn mặt đều giống nhau. Nhưng mà trong này họ điêu khắc 216 nụ cười đều khác nhau. Nụ cười may mắn phúc hộ, nụ cười nói chung là dâm, nụ cười có đầy đủ trong này hết. Dâm nữa. Có. Tại cái này họ đang trùm tu, không trùm tu em cho thấy. Nó làm cái miệng nhúm giống như đang bú nút gì đó. Có đầy đủ, tới 216 nụ cười. Nhưng mà cái này là mình biết là cái này họ xây dựng này đó, họ lấy số 9 ngàn năm trước rồi, đó có tôn nhân đã có rồi chứ không phải mới đây đâu. Tức là họ lấy số 9, họ lấy cái ngôi đền này là số 9 như thế này. Em hồi nãy em đi vào đó, 54 ác và 54, 5 cộng 4 bằng 9, 54 ác và 54 thiện, hai con cộng lại 108 cũng là số 9. Như vậy là trong này 54 ngọn tháp, một ngọn tháp bằng 4 khuôn mặt và 4 nụ cười, nhân lên bằng 216 nụ cười và 216 khuôn mặt, ba con cộng lại đều là số 9, đều là số 9 à. Như vậy là mình biết là cái ngôi đền này thì theo Chu Đạt Quang á, Chu Đạt Quang vào đất nước Campuchia vào đầu cuối thế kỷ 13, thế kỷ 13. Như vậy chú Đạt Quang ổng đến ghi chép, ổng ở kinh thành á, kinh thành vua đóng đô đó đó. Như vậy ổng ở đây, ổng nói trên ngọn tháp đó đó, khoảng cách ở trên đó đó, họ chép vàng và bằng bạc. Ở trên tháp có một cục viên loại đá quý rất ở trên đó. Khi nắng chiếu sáng lên cái ngọn tháp đó đó. Ổng nói thời kỳ đó rất đẹp vào thời kỳ này, cái ngôi đền này. Tại cái ngôi đền này xây dựng vào cuối thế kỷ 12. Nhưng thế kỷ 13 thì Chu Đạt Quang đã đến đây một năm trời. Ông ghi rất rõ. Chu Đạt Quang là người Mông Cổ chứ không phải người người Trung Hoa. Rồi họ người Trung Hoa họ lấy châu. Châu Đạt Quang không phải đó, ổng là Chu. Người Mông Cổ. Khi mà Thành Cát Thứ Hãn băng hà đi, em của Thành Cát Thứ Hãn gọi là An Khang lên nước ngôi, thì An Khang mới đưa một đặc thái viên Chu Đạt Quang đã đến đây một năm ở trong này. Như vậy đó mình thấy đó, tính từ mặt đất lên chiều cao là 42 mét chiều cao, nhưng mà cái này xây dựng 17 năm hoàn chỉnh. Mà trong các vị vua là vị vua này xây dựng nhiều nhất. Cái ngôi đền Bajon, ngôi đền Tập Rung, ngôi đền Tịch Mai, ngôi đền Thomanun, hay là một cái ngôi đền Bạc Khanh, đó là ổng là xây dựng nhiều nhất, là trong các vị trường đại học của ngôi vị vua này xây dựng.
Nói vị vua này gọi là vị vua Raman thứ 7 để xây dựng. Rồi những cái bức tường đó họ ghi lại đó, thời đó là sự ngoại thương giao buôn bán giữa người qua người gì đó, họ cứ ghi trong này, tức là họ đi khắc. Còn đây là cái võ thuật mà Thái họ xài gọi là bút tô đó. Ở trong này võ thuật đây nè. Võ Thái. Võ Thái. Võ tên gì? Đây nè. Võ bằng chỏ. Chỏ này cái chỏ gối á. Cái tên của nó là gì chứ? Bút tô. Bút tô hả? Bút tô. Như chỗ này là đóng một viên chi lung tự thật này. Chắc thế đúng rồi. Chú nói là ngôi đền này là số 9. Toàn bộ số 9, 216 nụ cười là số 9. Ba con còn lại trong... dạ. Tức là 216 khuôn mặt. Khuôn mặt 216 nụ cười, ba con cộng lại đều là số 9. Dạ. Như vậy trong này họ xây dựng 54 ngọn tháp. 54 ngọn tháp bằng 9. Cũng bằng 9. Như vậy ra trong một ngọn tháp bằng 4 khuôn mặt và 4 nụ cười. Mình dâng lên bằng 216 nụ cười và 216 khuôn mặt. Rồi nãy mình đi vào cổng Khải Hoàn Môn đó, 54 ác và 54 thiện. Năm cộng 4 có bằng 9, 54 ác và 54 thiện. Là hai con cộng lại 108 cũng đều là số 9. Là hai bên cái hai cái thành. Cũng cho vị vua này ổng lấy số 9. Ông vua này tên gì chú? Vị vua Varaman thứ 7. Mangaman thứ 7. Varaman thứ 7. Tên chú cha đi vô. Rồi mình thấy võ thực ngàn năm trước họ điểm khắc đó, đó. Đây nè, kính nè. Khủy tay khủy chân này nè. Đó, để Thái họ cũng lấy đem đại để mà đánh đấu võ. Vậy thì cái võ Thái này là do người Thái tạc vô sau này hay sao chú? Không phải người Thái tạc. Tức là họ lấy cái bức phù đeo này họ đi làm, tại vì người Thái nó cũng chịu ảnh hưởng văn hóa của của Campuchia. Vì nền văn hóa tôn giáo Phật giáo gì Tết của Campuchia thì chung nhau mà. Dạ. Lào Thái. Rồi đây mình đi qua đằng này nè. Trước đây nè. Mình thấy đây. Đế chế Khmer này. Mình thấy cách ăn bận nó khác nha. Còn đây là sự giao thương, coi như sự ngoại giao giữa đế chế Khmer và người Hoa. Cái này thầy đi. Thầy Tài hay thầy Sở? Cái này cái gì đồng gì? Đây người Hoa. Biết rồi nhưng mà thầy nào? Thầy Tần Thiếu Hoàng. Tần Thiếu Hoàng á. Như vậy thời đó đã giao thương, ngoại giao đã làm ăn với Campuchia là người Hoa thời đó. Đây nè. Đó là người đế chế Khmer ở trên nè. Mình thấy cách ăn bận nó khác không? Còn cái này mão đây nè, thời này. Có gâu mão. Đó. Tức là ở đây là vua hả chú? Trên này là vua hả? Vua gì vua đó? Vua của đế chế Khmer hả? Tại vì mình biết nên nhớ các quan lại sử dụng voi ngựa, còn vua là dành cho voi. Voi là vua đi voi. Vua đang cỡ con voi nè. Đây mình thấy đây. Như vậy người qua họ đã đến đây để giao thương buôn bán như vậy thời Tần này. Thời nhà Tần này. Có qua đằng này để giao thương buôn bán như giờ ngàn năm nay họ vẫn điêu khắc đây. Giờ họ vẫn điêu khắc. Đó là thời đế chế Khmer đã sử dụng vậy nè, cái khối vậy nè. Đây là người Hoa nè. Là người Khmer nè. Cách ăn bận đó, cách khác. Đây là người nữ của Campuchia thời đó đó. Vậy thì các cánh cổng vô này họ có cộng lại là số 9 không chú? Thì cổng thì mình không có nắm rõ, nhưng mà nói chung lại là về các tháp rồi những nụ cười. Cổng thì đông tây nam bắc thôi. Đây nè, họ có lụi nè. Bò lụi. Rồi. Cái này là lửa nướng lò hả Phong? Họ rồi mà họ buôn bán làm giao trao đổi vàng bạc châu báu để làm ăn với nhau nè. Tức là họ đi khắp cái cuộc sống thời đó. Tại người Campuchia trước không biết buôn bán, không biết buôn bán, sau đó không có. Lại là diễn tả được cuộc sống đó. Rồi còn cái này là cuộc chiến tranh Champa. Tại vì Champa đã đánh chiếm về kinh thành này. Gần cuối thế kỷ 12 thì vua Raman thứ 7 đã đánh đập trở lại. Như vậy Champa theo đường cái biển hồ đó. Champa là phía bên Việt Nam qua. Đó. Họ đã đánh chiếm về kinh thành này một năm mấy, hai năm á. Vì vua Raman Champa cũng mạnh lắm rồi. Trời ơi, đã đánh bật các đế chế mà đâu phải thường. Thấy đây nè, em thấy quân đội nè, quân đội đế chế nè. Em thấy anh ăn bằng không, đồng phục nha. Đây là quân đội Champa nè. Như vậy đánh nhau tại biển hồ nè. Rồi biển hồ đó cá tép, cá sấu nhiều lắm. Khi ai chết xuống bị cá sấu ăn nè.
Tại vì biển Hồ đó ca sấu nhiều lắm. Như vậy cuộc trận chiến tại biển Hồ thấy đã đến coi như là Champa đã đánh chiếm về kinh thành này mà. Không. Sau này vị vua đã ban thứ bảy với có con lợn thế nào không? Không, con lợn với lại cái bức tranh giống bức tranh đồng hồ hả? À, hay ha. Hai bên đánh chiếm nhau đó. Mình thấy cách ăn bận nó khác nhau rồi, nó hơi giống nhau. Năm trước á, đã có cá độ gà đá này. Đá gà hả chú? Cá gà rồi cá độ nè nè. Rồi mới để người này ôm vàng nè, tiền vàng nè, cá độ nhau á. À, ngàn năm trước đó đã có chòi gà rồi đó. Em thấy đó vàng ôm kia ôm à này ôm ấy không? Cá độ nhau đó. Cái này là người Hoa nè. Họ lại giao thương buôn bán sống với nhau nè, còn đây là người Campuchia nè. Cái này là lễ hội đua thuyền ở chỗ thuyền hay sao chú? Không, cái này họ diễn tả lại cuộc không cuộc chiến giữa Champa. Đây là người Hoa, họ sang buôn bán làm ăn này nè, mình thấy cái ăn bận này nè nó khác hay không? Người Campuchia đây nè, em thấy nè quân đó Campuchia, còn đây là nếu là đây là người Hoa nè, họ lại giao thương buôn bán để làm ăn với nhau để trao đổi này cái nọ đó. Đây này thôi mình không có đi hết đâu, chỉ đi vòng này thôi, rồi mình đi qua đến ngôi đền kia, ngôi đền tập đông. Rồi 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 đi ngược lại. Tại sao lại cái ngôi đền Bayon này đã hư hại đạt lên tới khoảng 37%? Tại vì do vấn đề chiến tranh tôn giáo, vì vua Roman thứ bảy này thống nhất giữa Hindu giáo và Phật giáo thờ chung với nhau. Ông làm bên Hindu giáo và Phật giáo để thống nhất hai tôn giáo. Nhưng mà khi ông còn sống thì không ai dám, mà khi ông chết đi thì bắt có họ lấy voi, họ kéo đổ sụp xuống. Bên Hindu họ kéo, bên Phật giáo họ kéo. Nó xảy ra cuộc chiến tranh tôn giáo tại cái ngôi đền. Cái này là thống nhất, thống nhất giữa Hindu và Phật giáo để thời trung. Nhưng mà không ngờ ông băng hà đi thì lại cuộc chiến tranh tôn giáo nó bùng nổ. Họ lấy voi, em hiểu không? Dạ, họ kéo sập. Lấy voi họ kéo sập, kéo sập, kéo sập thì nó đạt tới 37%. Hư hại hết. Ở trong đó là có...